Cái tình hình dịch tả lợn châu Phi đến giờ phút này, mặc dù chúng ta đã vào cuộc một cách quyết liệt, đồng bộ từ trung ương đến địa phương, thực hiện tốt cái chỉ thị 04 của Thủ tướng Chính phủ, do đó tất cả các địa phương, các ngành, nhân dân đã vào cuộc rất là ráo riết. Tuy nhiên thì đến giờ phút này thì cái số lượng các cái nơi mà bị cái dịch tả lợn châu Phi đến giờ phút này là tổng số chúng ta đã có 17 tỉnh. Năm trong đó có 52 huyện và 221 xã đã bị cái dịch tả lợn này. Với một cái tổng đàn hiện nay chúng ta phải tiêu hủy là 23.000, sắp chỉ 23.000 con lợn, thì cho thấy là một cái tình hình chung là như vậy. Xu hướng thời gian tới thì chúng tôi đánh giá là cái dịch tả này nó sẽ tiếp tục, cái chiều hướng nó sẽ lan rộng nếu chúng ta không làm tốt các cái biện pháp. Bởi vì một là nó đã lan ra 17 tỉnh rồi, có cái mẫu mà đã bị bệnh nó rất là rộng, đó là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai nữa là thời tiết diễn biến thời gian tới thì lại thuận lợi cho cái dịch này, nhất là cái đợt mưa phùn tới đây. Cái tác động của gió mùa vào mưa phùn thì là cái điều kiện thời tiết nó rất là phù hợp với cái loại chủng virus để nó phát triển. Cái thứ ba nữa là chăn nuôi nhỏ lẻ thì nguy cơ lan truyền rất khó khống chế. Do đó đây là ba nguyên nhân mà đánh giá thời gian tới là cái tốc độ cái này nó sẽ lan truyền rất là nhanh. Trước tình hình đó thì chúng ta yêu cầu phải tập trung thật tốt các nhóm giải pháp. Giải pháp đầu tiên là gì? Một là tất cả những hộ nhỏ lẻ vừa qua là hầu hết gần 100% xảy ra là ở hộ nhỏ lẻ. Do đó cái đối tượng hiện nay chúng ta tập trung vào đây là về phân tích, hướng dẫn, tuyên truyền để làm sao công tác phòng ngừa ngay từ hộ này chính. Phòng ngừa bằng cách nào? Một là các giải pháp an toàn sinh học, cụ thể là xử lý thuốc sát trùng. Quan trọng nhất ở dân là bây giờ xử lý cái vôi bột triệt để thì sẽ góp một cái phần ngăn chặn ngay từ ban đầu. Đó là cái việc thứ nhất. Việc thứ hai, tập trung thật tốt các biện pháp của trong cái đề án dập dịch mà chúng ta đã ban hành. Một là phát hiện sớm, khi gia đình nào mà có cái con lợn nó có triệu chứng bị ốm, bị biểu hiện như vậy thì báo ngay cơ quan thú y, thì cơ quan thú y sẽ phân tích, giám định và trả lời nhanh kết quả. Trên cơ sở có kết quả chúng ta có biện pháp hoành kiện ngay. Và cái này đòi hỏi về tổ chức thật nghiêm, hết sức là nghiêm. Đấy là việc thứ nhất. Việc thứ hai nữa, quản lý thật chặt để làm sao cái sự vận chuyển không để lây truyền từ cái vùng đang có dịch này sang vùng khác, làm quy mô ngay từng địa phương xảy ra. Và thứ hai nữa là làm ở những cái chốt chặn nguy hiểm. Ví dụ chúng ta đề phòng nhất là hiện nay nó lan truyền là 17 tỉnh ở ngoài phía Bắc này. Nếu không tổ chức kiểm soát tốt ở các cái khu vực trạm kiểm soát Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Nghệ An thì nếu như lan truyền ở phía Nam thì rất là phức tạp. Bởi vì vào phía Nam một là có những tỉnh trọng điểm như Đồng Nai gần 3 triệu lợn, chung quanh vùng thành phố Hồ Chí Minh, trong đó là miền Trung nước, đó lan truyền có con nước rất nhanh. Đây là một khu vực, do đó là chúng ta tăng cường hơn cái biện pháp kiểm soát ở những chốt trạm chính trên các cái trục đường chính, đường quốc lộ số 1, đường Hồ Chí Minh. Một cái điểm nữa đó là xu hướng hiện nay nó đang phát triển nhanh lên các tỉnh miền núi phía Bắc. Bây giờ như Sơn La có rồi, Điện Biên có rồi, hôm qua này xảy ra tại Bắc Cạn rồi. Nếu như vùng này mà không ngăn chặn được, nó lan tỏa hết những cái vùng này thì nguy cơ nó tồn dư cái virus này ở một cái địa bàn rất rộng, ở vùng rừng núi mà tồn tại lâu dài thì sau này nó để âm ỉ đến lâu dài. Do đó là chúng ta phải tập trung ngay những biện pháp ở những vùng trọng điểm mẫn cảm đó, bên cạnh cái chuyện tổng thể triển khai chung. Một cái biện pháp nữa đó là chúng ta cũng phải làm sao đồng bộ các cái giải pháp thực hiện. Vừa rồi cái chính sách Thủ tướng Chính phủ đã quyết định có một cái chính sách tức thì ngay, để trong khi chờ chỉnh sửa cái 02, nghị định 02 thì có thể áp dụng ngay. Thì vừa qua này hầu hết các địa phương thực hiện chỗ này là tốt, thì chúng tôi rất hoan nghênh. Chỗ nào mà còn người dân còn chưa hiểu nữa thì tôi đề nghị là chính quyền địa phương phải giải thích cụ thể và thực hiện ngay chính sách. Xảy ra đâu có thể là chúng ta hỗ trợ người dân ngay lập tức đến đấy để không ngăn chặn cái tình trạng bán tháo bán chạy. Một cái điểm nữa trong cái giải pháp đó là tuyên truyền để làm sao chúng ta không quay lưng với thịt lợn. Bản thân chúng ta là gần 23.000 con lợn, những cái nơi mà bị xảy ra và những đàn xung quanh chúng ta đã, chúng ta tổ chức tiêu độc xử lý tuyệt đối rồi, đúng không ạ? Không có cái con lợn bệnh nào được ra, được đưa ra bên ngoài được. Và thứ hai là cái bệnh này nó không có lây truyền gì ra người cả, đúng không ạ? Thì chúng ta phải tuyên truyền. Vừa rồi truyền thông làm rất tốt, các địa phương làm rất tốt chỗ này. Thành phố Hồ Chí Minh quản lý rất chặt cái này, các địa phương khác thì chúng tôi mong là cái công tác truyền thông chúng ta làm tốt, để chúng ta phải hết sức bình tĩnh, không hoang mang. Không dù nó hoang mang thì chính đây lại là cái giải pháp nó đánh vào kinh tế. Nay mai rồi bán đổ bán tháo đi lúc này, nay mai rồi lại thiếu thịt lợn,
đúng không ạ? Thì đấy là những cái giải pháp. Còn sau cái buổi hôm nay thì chúng tôi sẽ thống nhất rà soát lại cái biện pháp ứng phó xử lý với công tác dịch, để từ lấy mẫu, từ kiểm tra, từ xử lý môi trường để hoàn thiện nhất, tiếp tục bổ sung cho các tỉnh chúng ta. Vì đối với cái dịch này chúng ta xác định là thời gian tới nó còn diễn biến rất là phức tạp. Thưa Bộ trưởng, đối với cả cái đàn lợn mà còn đang khỏe mạnh ở trong cái vùng xung quanh dịch thì làm thế nào để hỗ trợ cho bà con? Đối với vùng đó thì ta có một là thứ nhất là phải đồng bộ giữ vệ sinh môi trường, giải pháp sinh học là quan trọng nhất, phải tuyên truyền. Thì nếu không thì nó lên nhà mình là rất gay, đó là điều đó nhé. Điều đó thứ hai là chúng ta phải tuyên truyền làm sao để thị trường tiêu thụ thịt lợn, người dân, xã hội tiêu thụ một cách bình thường. Tổng đàn lợn của mình bây giờ nó như thế này, cân đối với những cái nhu cầu là giá bình thường chứ. Nếu không bị xáo trộn, không bị hoảng loạn là rất bình thường, đúng không ạ? Và nếu làm triệt để các giải pháp phòng sinh học thì cái nguy cơ rủi ro xảy ra là ít. Thí dụ tất cả các trang trại lớn nhất hiện nay có xảy ra đâu, vì làm tốt tất cả các quy trình an toàn sinh học thì cái nguy cơ rủi ro nó ít nhất. Do đó là những cái hộ mà ở những cái vùng, trong cái vùng đó mà không bị thì một là ta tuân thủ cái quy trình, đúng không ạ, an toàn sinh học, xử lý môi trường đúng theo hướng dẫn cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương. Cái thứ hai chúng ta phải bình tĩnh, nhất là với cái tiêu thụ cái sản phẩm thịt lợn một cách bình thường, không có gì ảnh hưởng, đúng không ạ? Và cái còn riêng với những cái gia đình mà đã bị lợn đã bị bệnh, chúng ta tổ chức tiêu độc, tổ chức tiêu hủy thì đề nghị không tái đàn lúc này, đến khi nào chính quyền địa phương, cơ quan chuyên môn thông báo an toàn thì mới được tái đàn, để tránh cái nguy cơ tái trở lại và nó sẽ lây nhiễm. Cảm ơn Bộ trưởng. Thế nhé. Vâng ạ.